Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách đệm nâng cao và ra đúng chất của điệu rumba thể loại bolero. Trước kia thì Phong cũng đã làm một video về ba cách đệm bolero từ dễ đến khó. Bạn nào mà chưa xem thì hãy quay lại kênh của Phong để xem và kết hợp tập luyện với video này nhá. Bolero thì là một thể loại nhạc có chiều sâu và rất là hay. Ngày xưa thì hầu như là những anh chị trung niên lớn tuổi thích, nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thích cũng rất là nhiều. Nói chung thì các bạn muốn chơi guitar giỏi hay thì các bạn đừng chê thể loại nhạc nào hết, hãy cố gắng nghe và tìm hiểu tất cả. Nghe nhiều có khi lại nghiện luôn đấy chứ. Còn cá nhân Phong thì thích bolero từ rất là lâu rồi, và Phong sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm về thể loại bolero này. Các bạn hãy cứ để lại những ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Rồi, các bạn yêu mến thì hãy đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng rung chuông để theo dõi những video mới nhất của Phong, và đừng quên like và share giúp Phong nếu thấy kênh hữu ích nhé. Ok, đầu tiên là cách số 1, Phong sẽ làm mẫu cho các bạn xem một lần rồi sẽ hướng dẫn chậm nha. Về phần hợp âm thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 hợp âm thôi, với chủ âm là La thứ, xuống Rê thứ, lên Son trưởng, qua Đô trưởng, và trở về với chủ âm. Video này là video hướng dẫn về cách đệm, chứ còn hợp âm thì các bạn cố gắng tìm hiểu thêm nhé. Nói chung là khi hiểu rồi thì các bạn chơi cái nào cũng được hết đấy. Rồi, Phong sẽ mở cái beat rumba lên để cho các bạn dễ tưởng tượng nhá. Cái này là nhịp 4-4 ấy. 1, 2, 3, 4. Đó, cái cách số 1 này nó là như vậy đấy. Rồi, các bạn nhìn lên trên màn hình nhá. Cái bên dưới là số phách nhịp 4-4 ấy, thì sẽ có 4 phách trong một đỗ nhịp. 1 và là giở chân lên. 1 2 3 4 là đập chân xuống ấy, và thì các bạn sẽ không nghe thấy vì giở chân lên mà. 1 và 2 và 3 và 4 và 1. 1 này là quay lại ô nhịp khác, nó lặp lại, hầu như hợp âm sẽ chuyển vào cái này. Còn bên trên ấy thì là công thức tương ứng với số phách. Về bát 1 ấy thì là bát chủ của hợp âm mà các bạn đang chơi. Ví dụ như La thứ thì sẽ là bát La dây 5 buông. Rê thứ bát 1 sẽ là dây 4 buông bát rê. Son trưởng ấy thì là bát son dây 6 ngăn 3. Đô trưởng ấy thì là bát đô dây 5 ngăn 3. Rồi 4 3 2 1 ấy thì là dây 4, dây 3, dây 2, dây 1. Dây 3, dây 2, dây 1 các bạn đặt cố định ba ngón tay này lên vị trí tương ứng này. Rồi đến cái chát ấy thì là các bạn dùng ba ngón tay đã đặt lên vị trí tương ứng, các bạn móc ra cùng một lúc này. Kết hợp với nhấp nhả cái ngón tay đang bấm hợp âm này. Không làm chậm này. Giật ra, nhả. Nói chung làm chậm thì nó khó nghe, làm nhanh thì mới được. Các bạn phải tập nhiều mới được nhá. Cái tiếng chát này là cái đặc trưng của bolero mà, các bạn cố gắng tập cho nó được. Đó, nhấp ngón tay ra, nhấp cả ba ngón ăn. Qua rê thứ này. Rồi, sau cái chát là quay lại cái bát 1 và phách thứ 3 ấy, thì cũng là cái bát chủ. Chát tiếp, rồi quay lại bát 5. Bát 5 thì là bát phụ, bát bậc 5. Cái điệu bolero Phong hướng dẫn mà trong video về ba cách đệm trước ấy, Phong cũng đã hướng dẫn cái cách tính về bát bậc 5, bát phụ của hợp âm rồi. Thì Phong sẽ nói lại qua thôi. Bạn nào mà muốn xem kỹ hơn thì hãy quay lại xem để hiểu bài hơn nhé. Bát bậc 5 ấy, thì ví dụ như La thứ thì là bát 1 là bát La. Si, Do, Re, Mi là Si, Do, Re, Mi. Thì bát bậc 5 sẽ là cái bát Mi, tính theo thứ tự của nốt nhạc lên ấy. Mà lấy cái hợp âm chủ các bạn đang chơi ấy, thì là 1 La, Si, Do, Re, Mi là bát 5. Ví dụ như La thứ thì
bát chủ là la, bát năm sẽ là bát mi, nó sẽ nằm ở đây. Đây Phong chỉ nói qua lại vậy thôi. Rồi Phong sẽ đánh chậm nhá, các bạn chú ý này. Bát 4, bát 2, 1. Đây, cái hay của cái cách đệm số 1 nâng cao này là ở cái 4, 3, 2, 1 này này. Các bạn đánh làm sao mà bát 4, 3, 2, 1. Đó, bát thì nó ra được cái chất của bolero luôn. Bát 4, 3, 2, 1. 4 thì các bạn đánh bằng ngón tay cái này luôn này. 3, 2, 1. Đó, vuốt này. Bát 4, 3, 2, 1. Cái cách cơ bản ấy, ngày xưa Phong hướng dẫn thì nó là bát 3, 2, 1, chát, bát, chát, bát, chát, bát. Nhưng mà cái cách nâng cao này thì các bạn đánh thêm cái dây 4 và bát 1 xuống xong nghỉ một chút xíu để vuốt à, thì nó sẽ ra chất. Này Phong đánh chậm hơn nữa nha. Đấy, cố gắng đánh cho chúng bát 1, bát phụ và cái chát cho nó hay vào. Rồi giờ sẽ Phong chuyển cả vòng luôn nhá. Bát 4, 2, 1, chát, 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 rê, 4, 2, 1. Đó, qua rê ấy, thì bát rê xong các bạn đánh lại cái bát rê lần nữa vì nó là dây 4 luôn mà. Rê hợp âm rê thứ này là phải đánh vậy nhá. Lại này. Bát 4, 2, 1, chát, bát. Cái đô trưởng ấy thì bát phụ của nó là bát son nên các bạn phải nhấc cái tay ra để đánh cái dây 6 ngăn 3 này nhá. Vì đô trưởng bát phụ là son mà. Đồ là một này, đồ rê mi fa son, tính nốt nhạc lên, tính 7 nốt nhạc thứ tự lên. Đồ. Đấy, đây. Xem nếu mà không hiểu thì hãy tôi video lại nhá. Rồi bây giờ Phong sẽ áp dụng thử một đoạn vào một cái bài nhạc cụ thể luôn. Thì Phong sẽ vừa đánh vừa hát cho vào cái bài Con đường xưa em đi đi. Cái bài chắc là ai cũng biết đấy. Rồi Phong đánh nghe. Không làm intro nhá, đẹp luôn nhá. Con đường xưa em đi phẳng lên mái tóc thề. Đơn giản đúng không? Nói đơn giản vậy thôi nhưng mà phải tập luyện nhiều đấy. Quan trọng là các bạn vuốt cái tay này cho nhanh vào, nên tập cái tay phải nhiều vào. Ok, tiếp theo là cách số 2. Phong sẽ làm mẫu trước cho các bạn xem nhá. Vẫn là vòng hợp âm hồi nãy nhá. Để Phong mở beat lên. Khi có beat thì các bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn. 1, 2, 3, 4. Các bạn vẫn nhìn lên màn hình nhá. Về cái số phách bên dưới thì Phong sẽ không phân tích nữa bởi vì nó giống như cách số 1 rồi. Các bạn đánh làm sao mà cả hai cách ấy, nó tương ứng với cái số phách Phong để bên dưới nhá. Bát 1 thì vẫn là cái bát chủ của từng hợp âm. Nhưng mà cái cách số 2 này các bạn sẽ không đánh dây 4, dây 3, dây 2, dây 1 gì cả mà các bạn thay nó vào bằng cái chát luôn. Thì nó sẽ có tất cả 4 cái chát. Thì và cái chát thứ hai đầu tiên ấy, cái chát đầu tiên ấy, các bạn đánh nó phải để nó ngân qua cái phách thứ hai này. Chát, chát, bát, chát, bát, chát, bát, chát. Đấy, ngân qua đến phách thứ hai, dở lên của cái thứ hai là cái và thứ hai ấy, thì các bạn mới đánh cái chát thứ hai. Này, bát, chát, chát, bát, chát, bát, chát, bát. Lặp lại, rồi Phong sẽ đánh này. Các bạn chú ý cả cái nhịp chân Phong đập ở dưới nền đấy nhá. Chát, son, chát, chát, thom, chát, tê, chát, đô,
bạn thấy cái chát đầu tiên không? Thứ nhất, cái chát đầu tiên không có nhấp cái tay này, chỉ nhấp ba cái chát sau thôi. Và cái chát đầu tiên các bạn để cho nó ngân qua phách thứ hai nhá. Cái cách đệm số 2 này, bạn nào mà đã nghe cái bài Đắp mộ cuộc tình của Đan Nguyên ấy, thì nghe cái đoạn đầu ấy họ đệm y chang cái cách đệm này luôn. Và không biết bạn nào có hay xem khiêu vũ không? Người ta khiêu vũ rumba ấy, người ta hay lướt cái chân vào cái chát thứ hai, chát họ sẽ lướt cái chân vào cái đấy đấy. Không biết bạn nào mà hay xem khiêu vũ ấy, thử để ý mà xem. Rồi bây giờ Phong sẽ áp dụng cái cách số 2 này vào một cái bài cụ thể để thị phạm cho các bạn xem nhé. Đó là bài Trộm nhìn nhau đi. Không biết ở đây các bạn nào biết cái bài này không? Vì ngẫu nhiên không có sự chuẩn bị thế nên có hát dở đừng có chê nhá. Chủ yếu là thị phạm cái cách đẹp cho các bạn xem thôi. Thật ra bolero cũng không phải là dễ hát đâu. Là thử nhá. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn cả cái cách số 1 vào luôn cả cái câu sau ấy, kể từ khi có nhau ấy, thì các bạn có thể áp dụng cả hai cách này vào trong một cái bài nào đấy khi các bạn chơi, hoặc là có thể kết hợp thêm cả ba cái cách mà Phong đã hướng dẫn trước kia để vào một cái bài nào đấy. Thì Phong sẽ làm thử cho vào cái bài Đắp mộ cuộc tình đi. Đắp mộ cuộc tình là cái đoạn đầu ấy, nó đệm y cách số 2 luôn, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể biến tấu tất cả những cách mà các bạn biết, quan trọng là các bạn có thể có chịu khó tìm tòi học hỏi hay không thôi. Rồi, bài Đắp mộ cuộc tình thì là rê thứ. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Ngày em thấy áo hoa trắng cả đường về, có khi nát cả con lòng. Áp dụng cả hai cách luôn ấy, vì không có thuộc lời ấy, thế nên chỉ hát một đoạn thôi. Ok nhá, hai cái đệm khá là hay đúng không? Các bạn hãy cố gắng kết hợp tập luyện với video về ba cách đệm bolero trước kia Phong đã làm để lối chơi của các bạn nó có thể biến tấu và đa dạng hơn nữa. Thể loại bolero này thì nó còn rất là nhiều cái hay, như là vuốt bát bolero, dồn nhịp vào điệp khúc, những intro ngắn hay là những câu wow hay của bolero. Nói chung các bạn mà thích cái chủ đề này ấy thì hãy tương tác thật nhiều vào bình luận và like. Nếu Phong thấy cái lượng like và bình luận share nó nhiều đột biến, Phong sẽ ưu tiên làm chủ đề này trước. Rồi, video này Phong xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.